Xin chào các bạn nha. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta khắc phục Messenger không gọi được trên điện thoại Android nha. Thì hiện tại mình đang dùng máy Android Xiaomi nha. Thì ngoài máy Xiaomi thì các bạn có thể áp dụng trên các máy hệ điều hành Android khác nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì bước đầu tiên nha là các bạn phải kiểm tra mạng của chúng ta nó có kém hay không. Mạng 3G, 4G này hay là mạng Wi-Fi này, nó có ổn định hay không nha. Thì để mà kiểm tra có ổn định hay không á, thì các bạn vào ứng dụng YouTube các bạn coi video nha, thôi nó có lót được không nha. Bây giờ thì mình ví dụ như mình sẽ coi cái video đây đi. Đó, thì mình bấm vào nó lót ngay lập tức nha. Như thế thì các bạn đã biết là mạng của mình nó có nha. Các bạn thử tua video nó có chạy không nha. Nếu như mà nó quay quay miết á, như thế là mạng của chúng ta nó không ổn định nha. Đó là cái mà các bạn cần lưu ý nha. Bước đầu tiên thì các bạn kiểm tra mạng nha. Rồi bước thứ hai thì các bạn cập nhật cái Messenger của chúng ta lên cái phiên bản mới nhất thử nha. Đôi lúc những cái bản cập nhật của Messenger cũ ấy, những cái bản cũ thì nó bị lỗi, nên các bạn vào cửa hàng Play này. Sau đó các bạn tìm Messenger nha. Các bạn vào cửa hàng Play, sau đó các bạn bấm có một tìm kiếm này. Các bạn tìm Messenger và các bạn coi thử nó có chứ cập nhật không nha. Nếu nó có chữ cập nhật á, thì các bạn bấm vào cập nhật lên. Còn nếu như nó không có như thế này, như mình nó để chưa mở là được rồi nha, không cần cập nhật nha. Đó cũng là một cái cách khắc phục nha. Thì cập nhật lên cái phiên bản mới nhất cũng là một cái cách để chúng ta có thể gọi được trên Messenger nha. Và mình còn một cách tiếp theo, đó là các bạn xóa cái ứng dụng Messenger. Các bạn gỡ ứng dụng Messenger nha, xóa hoặc gỡ nha. Trên máy iPhone thì các bạn gọi là xóa, còn trên các máy Android thì các bạn gỡ cài đặt cái ứng dụng Messenger ra ngoài nha. Rồi sau đó các bạn vào cửa hàng Play, các bạn tải lại cái ứng dụng Messenger nha. Các bạn vào các bạn tìm kiếm Messenger, các bạn tải lại cho mình nha. Thì khi mà các bạn sử dụng Messenger một khoảng thời gian á, thì đôi lúc nó sẽ bị những cái tình trạng xung đột ứng dụng này, hay là các bạn thiết lập cài đặt gì đó mà nó sẽ không có gọi được nha. Đôi lúc nó bị lỗi thì các bạn nên xóa cái ứng dụng Messenger ra ngoài và các bạn tải lại từ đầu. Như vậy thì mình thấy nó ok hơn nha. Rồi thì sau khi mà các bạn đã tải về xong này, bây giờ thì mình sẽ để ra ngoài đi, để ra chỗ hồi nãy nha. Thì sau khi mà các bạn đã xóa rồi và các bạn đã tải lại ứng dụng Messenger rồi, thì các bạn khoan, từ từ các bạn mở ứng dụng lên nha. Bước này các bạn tắt nguồn và các bạn mở lại, hay là các bạn khởi động lại cái điện thoại của chúng ta nha. Thì thường là các máy là các bạn chỉ cần bấm vào cái mục nút nguồn á, các bạn bấm giữ thì nó sẽ tắt nguồn nha. Thì trên máy hiện tại của mình thì mình bấm giữ vào cái nút nguồn này thì nó để tắt nguồn với khởi động lại này. Chế độ máy bay rung im lặng thì các bạn không cần quan tâm nha. Thì bây giờ các bạn nên khởi động lại cái điện thoại của chúng ta nha. Thì hiện tại máy mình nó có hai chế độ này, tắt nguồn cũng như khởi động lại này. Thì tắt nguồn thì các bạn tắt nguồn nó không khởi động lại nha. Còn khi mà các bạn kích vào khởi động lại thì nó sẽ tắt và nó khởi động lại và nó mở lại cho chúng ta đấy. Thì mình sẽ khởi động lại nha. Còn khi mà các bạn bấm vào tắt nguồn á, thì các bạn phải bấm vào cái nút nguồn giữ cho nó bật lên. Thì các bạn cũng nên khởi động lại cái điện thoại của chúng ta thường xuyên nha. Thì nó đỡ bị cái lỗi không gọi được trên ứng dụng Messenger. Lỗi thì mình thấy đa số trên các máy Android thì nó nhiều lỗi lắm nha. Rồi bước này các bạn đợi cho nó khởi động lên nha. Ok, thì sau khi nó đã khởi động lên rồi thì các bạn nhập mật khẩu để mở máy nha. Rồi thì sau khi mình đã nhập mật khẩu để mở máy rồi, thì bây giờ các bạn mới vào cái ứng dụng Messenger nha. Vào ứng dụng Messenger mà các bạn đã tải về hồi nãy này. Thì khi mà các bạn đăng nhập cái tài khoản Facebook của chúng ta ở trong cái ứng dụng Facebook á, thì bên Messenger nó sẽ nhận dạng nha. Rồi bước này các bạn bấm lưu thông tin nha. Tiếp tục dưới tay cao này. Thì các bạn đăng nhập ứng dụng Facebook nó có đăng nhập rồi nha. Thì các bạn vào Messenger thì nó sẽ đăng nhập qua luôn nha. Phần này thì các bạn không cần nhập mật khẩu nha. Rồi bước này thì nó để là tìm người liên hệ trong danh bạ điện thoại của bạn trên Messenger. Thì các bạn bật lên nha. Cho phép. Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng Messenger thế này rồi á, thì bây giờ
Còn một bước nữa, đó là cái bước cấp quyền nha. Cái bước này nó cực kỳ quan trọng luôn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì các bạn bấm gọi với một người nào đó nha. Thì mình sẽ ví dụ mình sẽ gọi cái người đây. Bây giờ mình bấm gọi này. Thì các bạn bấm vào gọi video luôn nha. Thì khi mà các bạn xóa ứng dụng các bạn tải lại á, thì các bạn kích vào chỗ gọi á, thì nó để nè, cho phép Messenger thực hiện cuộc gọi video này. Đây chính là các bước mà các bạn cấp quyền nha. Bước này các bạn bấm vào cho phép cho mình nha. Các bạn không được bấm vào từ chối nha. Rồi sau đó để là cho phép Messenger chụp ảnh và quay video này. Thì các bạn bấm vào cái mục trong khi dùng ứng dụng nha. Cho phép Messenger ghi âm này. Thì các bạn bấm vào trong khi dùng ứng dụng cho mình. Cho phép Messenger thực hiện và quản lý cuộc gọi điện thoại. Thì các bạn bấm vào cho phép. Đó. Thì sau khi mà các bạn bấm vào cho phép thì các bạn sẽ gọi được nha. Đó. Máy bên kia nó đã reo này. Như thế là các bạn biết là mình đã gọi được nha. Bây giờ mình sẽ tắt. Máy bên kia đã đổ chuông rồi. Ok, mình gọi được nha các bạn. Còn nếu như các bạn không gọi được á, thì mình có một cách này. Mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn nha. Thì các bạn đăng nhập cái Facebook này này qua cái điện thoại khác nha. Các bạn đăng nhập qua một điện thoại khác. Ví dụ như mình có cái điện thoại đây đi. Mình sẽ lấy cái tài khoản Facebook đây này. Mình đăng nhập qua cái máy bên đây thử. Qua cái Facebook bên đây thử nó được không nha. Thì khi mà các bạn đăng nhập qua thì các bạn phải gọi với một cái người bạn nào đó. Thử nó đổ chuông không nha. Nếu như mà các bạn không gọi được á, thì chứng tỏ cái Messenger Facebook của mình nó có vấn đề nha. Còn nếu như các bạn gọi được thì chứng tỏ cái điện thoại của mình nó có vấn đề. Đó, các bạn phân biệt được hai cái đó không ạ? Nghĩa là khi mà các bạn đăng nhập cái Facebook đây qua cái máy đây, nhưng mà cái máy đây á, các bạn không gọi được, nó cũng y như bên đây luôn, nó cũng để lỗi như vậy á, thì chứng tỏ Messenger của chúng ta nó có vấn đề nha. Còn nếu như mà các bạn đăng nhập qua đây qua máy khác rồi á, mà các bạn gọi được thì chứng tỏ cái điện thoại của chúng ta nó có vấn đề nha, chứ không phải là do Facebook Messenger nha. Thì nếu như mà các bạn đăng nhập cái Facebook này sang cái máy này mà các bạn cũng gặp cái lỗi không gọi được luôn á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách khắc phục tiếp theo nha. Cách này thì các bạn báo cáo sự cố cho Messenger Facebook nha. Thì các bạn vào cái phần cuộc gọi á, các bạn bấm gọi này, sau đó các bạn chụp lại màn hình nha. Các bạn chụp lại đó. Rồi thì sau khi mà các bạn đã chụp lại màn hình rồi á, thì các bạn quay ra, các bạn vào cái phần ở góc trên bên trái màn hình này, cái phần Facebook của mình nha. Rồi sau đó các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào cái mục là báo cáo sự cố kỹ thuật này. Sau đó các bạn bấm vào báo cáo sự cố nha. Rồi các bạn bấm vào đưa vào. Rồi sau đó các bạn tắt cái này đi. Cái này nó để ngẫu nhiên như vậy nha, các bạn tắt đi. Sau đó các bạn bấm vào cái mục là thêm thư viện ảnh này. Sau đó các bạn thêm cái ảnh mà hồi nãy mình đã chụp màn hình này. Rồi sau đó các bạn ghi cái mục là nó để là hãy giải thích ngắn gọn điều đã xảy ra và các bước chúng tôi cần thực hiện để cải tạo sự cố này. Thì các bạn ghi như thế này nha. Hiện tôi không thể gọi được trên ứng dụng Messenger. Mong đội ngũ hỗ trợ Facebook khắc phục sớm sự cố này. Rồi sau đó các bạn bấm vào gửi nha. Thì khi mà các bạn báo cáo sự cố xong á, thì các bạn đợi nha, tầm khoảng 3 ngày đến 7 ngày nha. Nếu nhanh thì tầm 1 ngày 24 giờ thì Facebook nó sẽ khắc phục cái lỗi không gọi được trên Messenger của mình nha. Thì báo cáo sự cố này thì các bạn phải chờ thời gian nha. Nhanh nhất là 1 ngày nha, còn chậm thì khoảng 3 đến 7 ngày. Tùy theo mẫu cái tài khoản nha. Đó là cái trường hợp mà các bạn khẳng định cái Messenger của chúng ta nó đã có vấn đề nha. Còn nếu như mà các bạn nghi là cái điện thoại của chúng ta có vấn đề á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách khắc phục tiếp theo. Thì hồi nãy mình cũng đã phân biệt rồi. Thì các bạn đăng nhập cái máy khác á, nếu như máy khác mà gọi được thì chứng tỏ do cái máy của mình hiện tại nha. Còn nếu như cái máy khác cũng không gọi được là do Facebook thì các bạn gửi báo cáo như hồi nãy nha. Nếu như các bạn bây giờ các bạn nghi ngờ máy của chúng ta nó bị vấn đề á, thì mình có một cách khắc phục này nữa nha. Các bạn vào cho mình cái phần cài đặt này. Sau đó các bạn bấm một cái mục tìm kiếm cài đặt, các bạn ghi đặt lại cho mình.
đây, nó có đặt lại dữ liệu gốc đây. Thì cái bước này mình lưu ý nha, là nó sẽ xóa tất cả tài khoản liên hệ, ảnh cũng như là video, ứng dụng sao lưu, thẻ nhớ, các mục trang thiết bị này, thì nó sẽ xóa đi nha, nó sẽ trở lại cái trạng thái mà các bạn mới mua điện thoại vậy đó. Nên các bạn lưu ý nha. Thì nếu như các bạn nghi cái máy tính tăng có vấn đề rồi á, thì các bạn áp dụng cách này để các bạn có thể khôi phục cái điện thoại của mình nó về cái trạng thái ban đầu nha. Thường được cái máy Android nha thì nó gặp rất là nhiều lỗi nha, nên mình sử dụng cách này thì nó sẽ khắc phục rất là nhiều cái lỗi luôn. Và mình cũng lưu ý là cái cách này thì nó mất hết tất cả dữ liệu của mình nha, nên các bạn cần chú ý nha. Các bạn bấm vào xóa tất cả dữ liệu này, sau đó các bạn nhập mật khẩu rồi nó bắt đầu xóa thôi. Và nên nhớ nha, mình lưu ý lại, nhấn mạnh lại một điều nữa nha, là các bạn áp dụng cách này nó sẽ xóa tất cả dữ liệu trên máy nha, nhưng mà nó khắc phục triệt để cái vấn đề mà các bạn không gọi được trên Messenger hay là Zalo chẳng hạn như vậy, hay những cái lỗi nghiêm trọng khác. Thì các bạn áp dụng cách này, thì cách này là cách cuối cùng rồi, mà cũng là cái cách mà nó rất là nghiêm trọng, là nó xóa tất cả dữ liệu của mình nha. Nên các bạn cân nhắc khi mà các bạn áp dụng cách này. Thì khi mà các bạn áp dụng cách này á, thì các bạn phải đăng nhập vào cửa hàng Play lại nha, đăng nhập lại cái tài khoản Google cũng như là các bạn tải lại Facebook Messenger nha. Rồi, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn, chia sẻ cho các bạn các cách để mà chúng ta khắc phục được cái lỗi Messenger không gọi được trên điện thoại hệ điều hành Android nha. Video của mình cũng dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Cuối video thì mình cũng xin chúc các bạn khắc phục cái lỗi Messenger không gọi được thành công. Bye bye.